Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Đầu xuân năm mới, Phụ Kiện Audio xin kính chúc toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em cùng đại gia đình của chúng ta có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an khang và thịnh vượng. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889. Và ở trong video ngày hôm nay thì sẽ liên quan đến những mẫu mã sản phẩm củ loa chép rời như ở trên tiêu đề của video này, đó là 4 mẫu loa chép cóc cho dàn âm thanh bí tiếng đáng mua nhất hiện nay. Và trong 4 mẫu loa đó thì sẽ có 3 mẫu loa là của hãng Pioneer sản xuất và một mẫu loa là của hãng JBL, JBL sản xuất. Cả 4 cái mẫu mã sản phẩm này thì đều là những cái sản phẩm mà bán chạy nhất tại Phụ Kiện Audio, được rất nhiều anh em mua về và phối ghép với bộ dàn âm thanh của mình, sau đó đều cho lại những cái đánh giá rất là tích cực về những cái dòng loa này. Thì đầu tiên, trước khi vào để giới thiệu về những cái mẫu mã sản phẩm này thì em sẽ nói qua về cái chức năng và nhiệm vụ của loa chép trong hệ thống dàn âm thanh trước. Thì trong một hệ thống dàn âm thanh thì loa chép chính là một cái dòng loa hoạt động ở dải tần số cao nhất. Nó hoạt động ở dải tần số từ 6.000 đến 20.000 Hz. Một số dòng loa siêu chép, dòng loa super chép còn có thể vươn được lên cái dải siêu cao tần, nó sẽ hoạt động ở dải tần số là trên 20.000 Hz. Và âm thanh mà loa chép phát ra chính là những cái tiếng leng keng, tí tách và những tiếng nhạc cụ trong một bản nhạc. Với một bộ dàn âm thanh mà đang bị tình trạng như là thừa bát, thiếu chép thì khi nghe lâu chúng ta sẽ có cảm giác là bí bách, nghe bị mệt và nó sẽ không hài hòa được giữa các dải âm. Một giải pháp giúp các bác và anh em chúng ta khắc phục tình trạng đó là tham khảo những mẫu mã sản phẩm loa chép cóc bổ trợ rời bên ngoài, bổ trợ thêm bên ngoài, giúp bổ trợ dải chép còn thiếu cho hệ thống dàn âm thanh đang bị những cái tình trạng như là bí tiếng, tối tiếng, đánh không lên được dải chép và những hệ thống dàn âm thanh đang bị tình trạng thừa bát và thiếu chép. Những cái mẫu mã sản phẩm ngày hôm nay em bày lên đây, cả 4 mẫu này thì đã đều có những video quay riêng về những cái dòng loa này rồi, giá cũng là test sản phẩm cho các bác và anh em ta xem rồi. Ngày hôm nay thì em sẽ bày tất cả loạt đến đây, cả bốn mẫu này đều là những cái mẫu được bán chạy nhất tại Phụ Kiện Audio. Em sẽ giới thiệu sơ lược qua lại một lượt về cái thông số kỹ thuật của sản phẩm, sau đó là em sẽ test sản phẩm và cuối cùng là em sẽ thông báo mức giá của từng sản phẩm một để các bác và anh em chúng ta có thể dễ dàng chúng ta xem, tham khảo, lựa chọn, mua sắm, phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Video này thì chỉ là một video em tổng hợp tất cả những cái mẫu mã sản phẩm này lên để quay lên chung trong một video clip để các bác và anh em chúng ta dễ dàng chúng ta lựa chọn thôi, chứ không phải là một video em quay lên để so sánh chất âm giữa 4 dòng loa này, bởi vì hay không nó sẽ tùy vào đôi tai của mỗi người. Đấy, nhiều bác lại rất thích cái tiếng chép nó đanh sắc, nó sắc sảo, nó phải sắc nét, nó phải rõ ràng, nhưng mà nhiều bác thì lại thích cái tiếng chép chỉ cần nó tiếng chép nó tí tách, nó thánh thót, nó tươi sáng thôi chứ không cần phải nó quá chói gắt. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ lược qua về 4 mẫu này để các bác và anh em ra cùng nhau tham khảo nhá. Em sẽ giới thiệu 3 mẫu của Pioneer trước, sau đó sẽ là một mẫu của JBL. Mẫu đầu tiên của Pioneer đó là mẫu mã sản phẩm Pioneer P8804. Sản phẩm này bán rất là nhanh. Đấy, đợt vừa rồi nó vừa hết hàng xong. Cũng có nhiều anh em là gọi điện cho em để đặt hàng cái mẫu mã sản phẩm loa Pioneer P8804 này, nhưng mà đợt vừa rồi hết hàng nhá. Đợt này nó đã có lại hàng trong cái dịp cận Tết này. Nó đã có lại hàng để có thể phục vụ được tất cả các bác và anh em. Đây là củ rời của sản phẩm loa chép Pioneer P8804 với thiết kế mặt vuông này, đầu đạn bạc, côn màng titan màu trắng, thiết kế rất là đẹp như này. Các bác và anh em để nhìn cái thiết kế mặt trước này, rất là sang trọng như này. Và đây là cái phần họng loa này, họng loa ở đây, hai phần tai loa có đánh dấu vết đỏ là dương, không có vết đỏ là âm. Phần củ từ của loa này, mặt ốp đằng sau là thép 7 màu không gỉ. Và có con ốc cũng là thép 7 màu không gỉ luôn. Và mặt đằng sau này thì sẽ là tên thương hiệu. Đầu tiên là Superchef Vocal Pioneer. Model sản phẩm là P8804. Model sản phẩm là P8804 này, Pioneer. Trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB. Và công suất là 100W. Công suất 100W ở đây là công suất chịu tải. Còn thông thường như cái dòng loa chép này nó chỉ tiêu thụ độ khoảng là từ 40 đến 60W thôi. Còn 100W ở đây đó chính là công suất chịu tải của cái dòng loa chép Pioneer P8804 này các bác và anh em nhé. Củ rời của Pioneer P8804. Mã đầu tiên là P8804. Tí nữa thì em sẽ test sản phẩm xong mẫu nào thì em sẽ báo giá ra sau, em sẽ giới thiệu trước. Và tiếp theo là một dòng loa chép màng giấy cao cấp của hãng Pioneer sản xuất. Màng giấy cao cấp một màu đen nguyên đi này, cái màng loa là đã nói lên tất cả. Đấy, nó rất là xịn, sờ vào nó không có cảm giác bị thô ráp tay này. Thứ hai là màu sắc của
màng loa nó không bị xám và nó cũng không phải là màng xanh, một màu đen nguyên như này. Sờ vào rất là thích tay, rất là mịn, nó không có cảm giác bị cấn tay một chút nào. Đấy. Và đây là công nghệ từ kép, cái dòng loa chép giấy từ kép thì chất âm rất là hay. Pioneer, mã sản phẩm là P9TV kép. Công suất chịu tải cũng là 100W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB. Đấy. Con này thì rất là nhiều anh em mua về để thay thế vào trong thùng này, nhất là những cái thùng loa BMB. Em đã tư vấn cho rất là nhiều các bác và anh em mua những cái cặp củ rời này thay vào loa BMB để hát karaoke thì đảm bảo và khẳng định với anh em là chơi cực kỳ bền và không cần phải lo ghép vào cái này nó bị cháy nữa. Rất là bền. Cái dòng loa củ rời này thì ghép vào loa BMB rất là hay này. Và cuối cùng trong 3 mẫu loa Pioneer hôm nay đó là mẫu Pioneer P8801 với cái thiết kế mặt tròn, 3 lỗ bắt ốc. Thiết kế rất là đẹp như này, đẹp sang trọng. Đầu đạn màu đen này, côn màng titan, hai phần tai loa củ từ ở dưới này. Model sản phẩm là P8801. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91 dB, công suất chịu tải cũng là 100W. Là về loa Pioneer và cuối cùng là dòng loa duy nhất của hãng JBL, JBL ở trong này. JBL, mã sản phẩm ST9645. Vừa những cái video clip gần đây thì em cũng đã quay về cái sản phẩm này để các bác và anh em chúng ta có thể mua sắm trong dịp Tết này để chúng ta nghe nhạc hoặc là hát karaoke trong dịp Tết mà không lo chép bị cháy nữa. Thiết kế mặt trước rất là đẹp, dòng loa chép hỏa tiễn, côn màng titan, họng loa này, mặt đằng sau này, super chép này của hãng JBL này. JBL, xin lỗi các bác và anh em là khi quay ở đây thì nó hơi bị bóng ánh sáng một chút, thế nên là hơi bị lóa. JBL, JBL, mua đây sản phẩm ST9645. Ngay bây giờ thì em sẽ test từng mẫu mã sản phẩm một, sau đó sẽ test xong mẫu nào thì sẽ báo giá luôn mẫu đó để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Và vừa xong thì em vừa chuẩn bị một sợi dây câu trực tiếp từ chiếc âm ly này ra. Đầu tiên thì em sẽ test mẫu Pioneer P8804 trước. Và sản phẩm đây em đang test thì là một cặp đã đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần như này. Xin mời tất cả các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của dòng loa chép Pioneer P8804. Xong Pioneer P8804, bây giờ em chuyển qua cặp màng giấy Pioneer P9TV kép này nhé. Xong Pioneer P9TV kép là dòng màng giấy, là một cặp gồm hai chiếc ở giữa này, đã đầy đủ cả chân cả mạch phân tần. Cuối cùng trong 3 mẫu loa Pioneer ngày hôm nay đó là Pioneer P8801, em sẽ test để các bác và anh em ta cùng nhau thẩm âm. Vừa xong là 3 mẫu loa chép của Pioneer P8804 này. Giữa này là Pioneer P9TV kép, dòng loa chép bằng giấy. Và ngoài cùng bên kia là Pioneer P8801. Và cuối cùng thì em sẽ test mẫu loa của hãng JBL, JBL, mã sản phẩm ST9645 này, để các bác và anh em chúng ta cùng nhau nghe thử nhé. Thì em vừa test chất âm của cả 4 mẫu loa ngày hôm nay em quay lên để giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em. Còn bây giờ thì em sẽ thông báo mức giá của những cái sản phẩm này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo mức giá nhé. Đầu tiên là mẫu Pioneer P8804, mức giá của nó vẫn không thay đổi. Một cặp củ rời như này gồm hai chiếc thì sẽ có mức giá là 580.000 đồng. Còn một cặp đầy đủ cả chân, cả bảng mạch phân tần như vừa xong em test có mức giá là 730
30.000 đồng là giá của một cặp nha các bạn nhé, một cặp hai chiếc như này. Và sang đến Pioneer P9TW dòng loa chép màng giấy thì củ rời của nó là 500.000 đồng, còn đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần sẽ là 680.000 đồng một cặp. Giá em báo đều là giá một cặp, các bác và anh em là cần một chiếc thì chỉ cần chia đôi tiền ra thôi. Còn sang bên này là Pioneer P8801 củ rời là 430.000 đồng, đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần là 600.000 đồng. 430.000 đồng một cặp củ rời, 600.000 đồng một cặp đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần. Còn JBL ST9645 ở trên này, củ rời là 750, còn đầy đủ cả chân, cả mạch phân tần là 900.000. Mức giá của những cái sản phẩm này thì em sẽ để lại toàn bộ dưới phần mô tả. Các bác và anh em chúng ta chưa kịp nghe thì có thể xem phần mô tả ở phía bên dưới nhé. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn, phối ghép lắp đặt cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm của loa chép rời, bổ trợ giải chép còn thiếu cho hệ thống tần âm thanh bí tiếng, tối tiếng, đánh không lên được giải chép, dàn âm thanh thừa bát, thiếu chép, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây, 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và tất cả những mẫu mã sản phẩm này thì hiện tại đều đã có sẵn tại tất cả các địa chỉ chi nhánh của phụ kiện audio ở Hà Nội là 263 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Một địa chỉ nữa ở Hà Nội là số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Các bác và anh em ở trong khu vực Sài Gòn, khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.